Họ tên Đoàn Tú Như. Có người yêu chưa? Ồ, sao mua trả góp mà lại phải hỏi cả mối quan hệ nha anh? Quen mồm. Cho em xem một con 15 Pro Max với cả một con 11 Pro Max. Chỗ này bao tiền đây em? 20 triệu đây anh ạ. Ui, 20 triệu thì làm gì mua được 15 Pro Max. Thế mà em lại còn đòi cả 11 Pro Max nữa. Thì bên mình có hỗ trợ trả góp không anh? Có em, nhưng mà em đang là sinh viên không đây? Em vẫn đang là sinh viên ạ. Em 2000 mấy? 2005. Nice. Đây nha, 15 Pro Max của em đây với cả 11 Pro Max đây, em xem đi. Nếu mà ok thì lên hồ sơ. Còn 15 Pro Max này bao nhiêu anh? 15 Pro Max bên anh hiện tại đang có giá là 25 củ. Còn 11 Pro Max? 11 Pro Max thì là hơn 7 triệu thôi. Chỗ này em có 20 triệu đúng không? Thì hết tổng khoảng hai con này nha là hơn 32 triệu. Em vẫn thiếu hơn 10 triệu đấy. Thế thì anh lên hồ sơ cho em nhá. Họ tên Đoàn Tú Như. Có người yêu chưa? Ồ, sao mua trả góp mà lại phải hỏi cả mối quan hệ nha anh? Quen mồm. Em sinh viên trường nào ấy nhỉ? Em đại học thương mại ạ. Ok. Đây nha, hồ sơ của em thì cũng được duyệt rồi đấy. À mà anh bảo, anh kiểu bị bệnh hiểm nghèo ấy, em có thể bố thí cho anh cái Facebook đó. Những lời lẽ đê tiện gì cũng nói ra được sao? Ôi trời ơi. Đây nha, anh gửi em hóa đơn về phía bà Hành nhá. Tặng em một voucher 100k đây. Anh gửi em bộ sạc nhanh. Hai bộ sạc nhanh này. Đây là hai ốp nhé. Còn đây là anh tặng em một tai nghe AirPods và một sạc dự phòng của hai máy. Nhiều quá không em? Quá nhiều luôn anh ạ. Nhưng mà sao một mình em dùng tận hai máy á? Hai máy tại có nhiều người yêu nên dùng nhiều máy. Thật là vãi chưởng. Đây nha, anh gửi em hai túi phụ kiện nhé. Em cảm ơn ạ. Ok, anh cảm ơn.